Mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh ta giảm so với cùng kỳ năm ngoái, nhất là các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô lưu thông không đảm bảo chất lượng, và đây là nỗ lực trong công tác kiểm định chất lượng phương tiện xe cơ giới được các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nghiêm túc thực hiện quy định về kiểm định chất lượng xe của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hưng Yên cho biết, từ đầu năm đến nay, trung tâm tiến hành kiểm định chất lượng và cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho hàng nghìn lượt xe ô tô trong chu kỳ đăng kiểm. Trong số này, có những xe phải kiểm định đến lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba mới đạt. Nhiều phương tiện vào kiểm định nhưng không đạt tiêu chuẩn. Trung tâm yêu cầu chủ phương tiện phải đi sửa chữa hoặc thay thế những bộ phận bị lỗi. Do đó, xe không đạt kiểm định nơi này không thể đăng kiểm được ở nơi khác nếu như không sửa chữa, bảo dưỡng hoặc thay thế phụ tùng theo yêu cầu. Số phương tiện sau khi kiểm định chất lượng tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hưng Yên đều đạt yêu cầu an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Quá trình đăng kiểm chất lượng phương tiện được các đơn vị đăng kiểm đổi mới từ cách phục vụ đến tư vấn hoàn thiện hồ sơ nhanh, gọn, chính xác. Trước thực trạng nhiều người dân vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, những năm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp các ngành, lực lượng chức năng thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo đường thông hè thoáng. Tuy nhiên, sau mỗi đợt giao quân, hành lang an toàn giao thông lại bị tái lấn chiếm và thậm chí còn có nơi phình ra nhiều hơn, gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và an toàn giao thông đường bộ. Dọc trên quốc lộ 5 và đường 39A, có nghề mua bán kinh doanh các phương tiện vận tải sắt thép phế liệu và các dịch vụ khác rất phát triển. Trong quá trình phát triển, nhu cầu mặt bằng sản xuất kinh doanh của người dân tăng cao, nhiều hộ gia đình đã tự ý lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để mở rộng sản xuất kinh doanh, khiến cho việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Trên các tuyến đường, các khu phố, tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông diễn ra phổ biến từ nhiều năm nay. Hàng năm, các địa phương đều tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở và giải tỏa những trường hợp vi phạm nhưng hiệu quả không cao. Tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông ở nhiều địa phương vẫn còn xảy ra, gây lo ngại cho người và phương tiện tham gia giao thông. Nhiều khi thấy là hành lang người ta bày ra ngoài rìa, đi lại nhiều khi là tránh người ta đi trong ngõ, người ta phi ra, chúng tôi đi nhiều khi đi nó xử lý nó khó. Sau mỗi đợt giao quân giải tỏa, cũng chỉ được một thời gian ngắn, sau vắng bóng lực lượng chức năng, tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông lại tái diễn. Nhiều người vẫn ngang nhiên bày bán hàng hóa, đặt biển quảng cáo, đổ vật liệu xây dựng, dừng đỗ xe chiếm toàn bộ diện tích vỉa hè, thậm chí có nơi còn tràn xuống cả lòng đường. Đây không chỉ là tình trạng cục bộ của một hay vài địa phương, mà đã trở thành thực trạng chung nhiều nơi trong toàn tỉnh. Ngay tại các khu phố lớn và các thị trấn, thị tứ như thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào, trung tâm huyện Văn Giang, nơi buôn bán nhiều, thì chuyện tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông vẫn xảy ra. Để đảm bảo hành lang an toàn giao thông trong thời gian vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đã phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm đối với các trường hợp cá nhân tổ chức kinh doanh buôn bán lấn chiếm lòng đường vỉa hè và tập kết các vật liệu xây dựng trên địa bàn. Tuy nhiên vẫn còn cái tình trạng các hộ, các cá nhân, các tổ chức kinh doanh buôn bán vẫn còn lấn chiếm lòng đường vỉa hè vì một cái lợi ích của cá nhân, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, gây rất là khó khăn cho lực lượng chức năng. Chia sẻ về những khó khăn trong công tác giải tỏa và duy trì bảo vệ hành lang an toàn giao thông, các địa phương đều cho rằng ý thức trách nhiệm bảo vệ hành lang an toàn giao thông của người dân chưa cao, hàng hóa thường xuyên được tập kết về địa phương với số lượng lớn và không cố định về thời gian nên việc kiểm tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm còn hạn chế. Nhiều trường hợp sẵn sàng chấp nhận bị xử phạt hành chính để lấy mặt bằng bốc rỡ hàng hóa. Nhiều hộ kinh doanh thiếu mặt bằng vẫn cố tình vi phạm. Theo thanh tra Sở Giao thông Vận tải cho biết, sở dĩ công tác xử lý vi phạm liên quan đến đảm bảo hành lang an toàn giao thông được các cấp các ngành chức năng ra quân xử lý nghiêm nhưng tình trạng vi phạm vẫn tái diễn, không được xử lý triệt để là nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về giao thông
của người dân còn hạn chế, nhất là các quy định về quản lý và bảo vệ hành lang an toàn giao thông. Cùng với đó, một số địa phương xử lý chưa quyết liệt, còn tình trạng nể nang, ngại va chạm nên sau mỗi đợt ra quân giải tỏa vi phạm thì đâu lại vào đấy. Trong khi đó, chế tài xử phạt đối với các trường hợp vi phạm không đủ sức răn đe, lực lượng chức năng không có đủ nhân lực, phương tiện và khó khăn về kinh phí mỗi lần ra quân giải tỏa vi phạm. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chuyên mục an toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.